À, tổ này là tổ lăng ngoái. Đấy, lăng ngoái nó sơ xác ra rồi. Không đi nói xấu mình sau lưng mình nhé. Kéo không cắt được cả hồi đầu cưa. Chống anh em bạn bè đã bao giờ mà nhớ là mày lại nói xấu mình nghĩ cay. Vừa về làm dâu thì mẹ mày mới được chân ướt chân ráo. Đã nói xấu người khác. Vợ An thì tao không thể nói chuyện nữa. Vợ An thì không phải cái này cái kia mà trước thì tao thích vợ An. Vợ An thì từ cái lúc không phải cái này mà tao mấy mà trước thì tao có thích nói chuyện, à tao có nói chuyện bao giờ vợ An cái gì. Ăn trước thì tao hay nói chuyện nhưng mà tao kể cả tao ghét, tao không ghét nó đâu, chẳng qua là ông bà kia ấy tao có cãi nó chứ tao cũng chẳng ghét thì có biết liên đâu. Nhưng mà nó sống vô ơn thì tao ghét thôi chứ còn. Còn con bé kia thì lắm đi nói xấu mình cầm. Mình sống với chúng nó hết lòng, nó chơi lại với mình thì mẹ này hết hồn ngay. Đâu cái việc đấy tao không nói làm gì. Nói cái khác. Thì thế tao cãi tao không thèm nói chuyện nữa, mình coi thôi ý. Mình coi mình bỏ qua đi thôi chứ còn.